Ba việc ở đời người càng khôn ngoan càng giấu kỹ. Quý vị thân mến, Maxim Gorky đã từng nói, hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Người ta sống cả đời mong thuận buồm xuôi gió, sống được những ngày vui sướng hạnh phúc. Tuy nhiên trong cuộc đời thì có đến 9 phần 10 là những điều không vừa ý. Không phải tất cả những người bạn gặp đều thoải mái với nhau, và không phải tất cả những gì bạn trải qua đều hài lòng. Sau khi nếm trải những thăng trầm, nhìn thấy sự thịnh suy của thế giới, bạn sẽ nhận ra người thực sự sống hạnh phúc có thể cả đời đạt được tam bất lộ, càng ít phô trương càng hạnh phúc. Đời người có ba việc người càng khôn ngoan càng giấu kỹ. Kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Không phô trương giàu có. Từ Mã Thiên của nhà Tây Hán đã nói trong Sử Ký, người giàu ngàn vàng không khoe ở chợ. Đây không phải là lời nói suông. Từ xa xưa, của cải đã làm lay động lòng người. Đứng trước sự cám dỗ của cải và danh lợi, lòng tốt thuở ban đầu của con người từ lâu đã bị ném ra khỏi bầu trời. Những người thực sự tỉnh táo biết rằng tiết lộ quá nhiều tài sản thường sẽ mang lại những rắc rối không cần thiết cho bản thân. Vào thời Càn Long của nhà Thanh, có một người đàn ông giàu có tên là Mã Thủ Phúc. Người này có rất nhiều đất đai và một đàn la và ngựa. Trong vụ thu hoạch mùa thu năm nay, gia đình Mã được mùa bội thu và ông tràn đầy tham vọng. Để cho người khác biết sự giàu có của mình, anh ấy đã tạo ra cho người buộc chuông vào la và ngựa, để khi la và ngựa kéo la đi tới, tiếng chuông ầm ầm, tiếng vang xa. Quả nhiên, tiếng đánh nhau đã thu hút rất nhiều người. Mã Thủ Phúc ra lệnh, ai đến xem ngựa xem la thì được phát một bát cháo và một ít bánh bao. Nhà có của ăn của để nên họ không quan tâm vài bữa ăn. Vào ngày thứ năm, một số quan chức bất ngờ xuất hiện và bắt giữ họ Mã với tội danh huy động quần chúng làm loạn. Khi anh ta sắp bị xử tử, quan huyện đột nhiên xuất hiện và nói với Mã Thủ Phúc, sau khi điều tra, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, vụ án vẫn còn chỗ để phục hồi, nhưng phải có điều gì đó cho quan huyện. Thì ra, Hoàng đế Càn Long đi du ngoạn Giang Nam, đi ngang qua Trương Khâu, huyện lệnh muốn trải thảm vàng thêu lên tất cả những nơi vua đi qua. Mã Thủ Phúc thầm kinh ngạc, nhà họ Mã không chỉ có tài sản cửa hàng mà còn có một lô vàng do mấy đời tích góp. Sau khi suy nghĩ kỹ, để cứu mạng ông ta phải nói ra vị trí của số vàng bí mật. Khi ra khỏi nhà tù, nhà cửa đã bị người khác chiếm mất. Mã Thủ Phúc và gia đình phải sống trong túp lều bằng gỗ, sống trong cảnh nghèo khó. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, người giàu thực sự tỉnh táo biết cách che giấu bí mật của mình. Đạo Đức Kinh có nói rằng, ánh sáng không chiếu sáng, người luôn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Thái độ khiêm tốn và cởi mở, biết mình khi đau khổ và không thể hiện khi vui vẻ. Như vậy mới có thể giữ được tiền của mình. Nếu bạn thể hiện sự giàu có của mình quá mức, nó sẽ thu hút sự thèm muốn từ người khác. Và nếu bạn thể hiện sự sắc sảo của mình, bạn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của đám đông. 2. Giấu kín sự khôn ngoan. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ bộc lộ tài năng của mình. Khi còn trẻ, chúng ta có thể ủng hộ việc thể hiện sức mạnh và luôn tiên phong. Nhưng cây đẹp trong rừng gặp gió thì cũng úa, không biết giấu sức chờ thời thì chỉ rước họa vào thân mà thôi. Giấu mặt không để lộ danh tiếng, biết kiềm chế bản thân mới là sự khôn ngoan ở đời. Trong Kaigentan có một câu nói, những người đạt được những điều tuyệt vời không bộc lộ trí thông minh và tài năng của họ. Người càng tài giỏi thì càng ít phô trương với mọi người, nhưng sẽ trổ tài khi cần thiết. Nếu bạn có thể che giấu nó vào những ngày trong tuần, bạn có thể phát huy sức mạnh của mình
vào những thời điểm quan trọng. Tục ngữ có câu, đại trí như ngu. Một người thực sự khôn ngoan sẽ không phô trương trí tuệ của mình ở mọi nơi, mà luôn khiêm tốn phấn đấu để trở nên xuất sắc và sống cuộc sống của mình một cách bình tĩnh. 3. Kiệm lời. Kinh dịch nói, người hiền lành ít nói, người bất an nhiều lời. Chỉ bằng cách nói ít hơn và làm nhiều hơn, chúng ta mới có thể tránh được những điều không may ập đến. Trong luận ngữ của Khổng Tử có câu, người quân tử nói chậm hành động nhanh. Lời nói lúc vui thường dễ quên, lời nói lúc giận thường thô lỗ. Nếu nói nhiều sẽ vô tình để lộ khiếm khuyết của bản thân, đồng thời vì cảm xúc nhất thời mà lời nói sẽ không phù hợp. Nói ít nghe nhiều là một kiểu khiêm nhường, ít nói với người ngoài, với bản thân mình cũng là một tấm lòng trầm lặng và phong phú. Đây là một thế giới hối hả và nhộn nhịp, thể hiện bản thân quá nhiều. Và đó là sự tỉnh táo thực sự trong thế giới mà chúng ta nói ít hơn và hành động ít hơn. Cuộc sống của bạn có tốt hay không, tự bản thân bạn rõ, không cần phải để người khác biết. Những người thực sự hạnh phúc là như thế này. Của cải không phải là hư không, nghèo thì im lặng, giàu thì giúp đời. Khi chưa biết thì làm việc chăm chỉ, khi đã phát triển thì khiêm tốn. Cầu mong tất cả chúng ta đều có thể có cả tư cách lẫn nhân cách, luôn giữ vững đạo đức, sống một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc mỗi ngày, và gặp được bản thân tươi sáng trong tương lai. Quý vị thân mến, đánh giá một người qua chức vị và tài sản của họ chỉ càng làm chúng ta thêm mù quáng và phù phiếm, trong khi sự khác biệt lớn nhất giữa người khôn ngoan với những kẻ tưởng bản thân khôn ngoan nhưng thực chất lại kém cỏi lại nằm ở ba điều dưới đây. 1. Phương diện xã hội. Người khôn biết nâng đỡ người, người kém cỏi chỉ nâng cao thanh thế. Nhiều người thường có ý nghĩ ăn không được đạp đổ. Thay vì thế, tại sao chúng ta không tìm cách làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn? Một cử chỉ nhỏ nhưng chân thành cũng có thể nâng đỡ người khác rất nhiều. Đồng thời, chúng ta phải biết rằng chúng ta rất cần những mối quan hệ xã hội. Nếu chúng ta giúp đỡ, tỏ ra thiện chí với những người xung quanh thì chắc chắn sẽ có quý nhân sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Bạn có thể nghĩ theo cách này: bạn nâng ai đó lên một bậc, ai đó sẽ quay lại và kéo bạn lên một bậc. Hãy tương trợ nhau để cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. 2. Phương diện nhận thức. Người khôn biết hợp tác, người yếu kém chỉ muốn làm việc một mình. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Có không ít giai thoại về những huyền thoại một mình đối đầu hàng vạn kẻ thù, nhưng thực tế có mấy ai có thể làm được như vậy? Trên thế giới có hàng tỷ người, tỷ lệ thành công một mình là vô cùng hiếm. Trên thực tế, đơn độc làm việc chỉ có thể khiến chúng ta càng tốn nhiều sức lực, lãng phí thời gian của bản thân và của người khác, thậm chí còn không đem lại hiệu quả. Thay vì như vậy, tại sao chúng ta không thử cùng nhau chung sức, cùng đưa ra những biện pháp để đạt kết quả tốt nhất? Muốn chạm đến đỉnh cao thì phải biết hợp tác, kề vai sát cánh với nhau. Còn những kẻ đơn thân độc mã, nghĩ rằng mình là hổ báo, là số một thì kết cục lại chẳng đến đâu. 3. Phương diện cuộc sống. Người khôn biết cúi đầu, người kém cỏi lại thích cao giọng. Sự khiêm tốn sẽ giúp tâm tính trở nên an yên dễ chịu. Ngược lại, sự khoe khoang vô bờ bến sẽ đem lại hậu quả xấu cho những cá nhân thích khoác lác. Quả thực, có tiền là một điều tốt, nhưng nếu chỉ dùng tiền tài để khoe khoang ăn chơi trác táng thì chắc chắn đó là họa, không phải phúc. Thế kỷ 21, có một anh nông dân đi họp lớp. Khi đến nơi, những người bạn quyền cao chức trọng không ngừng phô trương những gì mình có trước mặt anh.
khiến anh nông dân ấy chỉ có thể nép mình vào một góc. Đến lúc thanh toán, những người bạn giàu có đó lại im lặng, không ai sẵn sàng đứng ra trả tiền cho bữa ăn của tất cả mọi người, nhưng anh nông dân lại có thể. Chúng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người sống vô cùng khiêm tốn, nhưng ai biết được bên trong họ có những gì. Giữa người khôn ngoan, thành công với kém cỏi, thất bại luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Người thông minh sẽ không bỏ xa những người khác, mà họ luôn ở vị trí dẫn đầu để dẫn dắt mọi người tiến về phía trước, trong khi những kẻ khờ khạo lại ôm mộng một mình sải cánh bay cao để rồi gãy cánh giữa chừng. Đừng lo lắng, những thứ có thể mua được bằng tiền sẽ mất khi ta tiêu hết tiền. Những thứ được dùng để khoe khoang sẽ giảm giá trị khi chúng cũ đi. Nếu muốn dẫn đầu, cách tốt nhất là nâng cao nhận thức của bản thân và không ngừng giúp đỡ người khác.